Mến chào anh chị và các bạn, thì cũng tiếp tục giới thiệu những cái phôi mai cho anh chị ở phương xa để giao lưu mua bán đó. Thì hôm nay cụ thể để mời anh Thanh giới thiệu cho chúng ta một số cái phôi mai nha. Dạ em xin chào anh Thanh và mời anh Thanh giới thiệu ạ. Chào anh em nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hôm nay em có làm cái clip 5 phôi giá rẻ này cho anh em mới tập chơi để mua về mình ghép với mình chăm sóc đồ á nha anh em. Dạ. Vậy là lô này mấy phôi anh? Dạ 5 phôi. Lô số 2, lô Dạ số 2. Dạ 5 phôi. Dạ cái này là phôi thứ nhất ha. phôi thứ nhất. Dạ. Phôi thứ nhất là của cái lô số 2 nha anh em. Lô số 2. Dạ. Vậy là cũng quay sơ sơ tại vì nó cũng mini giống giống nhau đó anh em, thì cũng quay sơ nhanh cho anh em xem. Cái này là thứ nhất đây. Rồi số 1, rồi mời anh chơi số 2 ạ. Cái này lên xù nha anh em. Xù. Đó, lên xù dưới đế nè anh em. Số 2 nha anh em. Đọc mã số cho đúng và cho anh Thanh dễ lựa. Dạ số 2. Và tiếp tục số 3. Số 3 của clip 2. Dạ, quay sơ sơ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều và cho số 4 lên đi anh ơi. Dạ, rất cảm ơn anh. Số 4 nha anh em, nhớ đọc đúng mã số cho anh Thanh dễ lựa nha anh em. 5 thôi là một clip nhưng mà cái lô này em làm 2 3 clip anh em nhớ là clip 1 và clip 2 rồi nha anh em. Cái này là Mà clip để số 2. anh em coi anh em lộn clip cái em gửi cây lộn nghe anh em. Cái này đã bán nguyên luôn nghe, nguyên lô luôn nghe anh em. Anh em. Nguyên lô. Số 4 là tới số 5 ạ. Cái phôi cuối cùng số 5. Và xin một vòng chỗ anh Thanh và anh báo giá luôn cái lô này ạ. Clip số 2 và báo giá 5 phôi luôn anh. Cái này là không phải cái da nó hư nha anh em. Cây này cái da nó lợi da nó tươi xanh nè nha anh em. Cây bình thường nha anh em. Dạ. Giờ số 5 về bắt đầu cho anh em xem lại 5 phôi nha anh em. Mời anh em xem lại nha. Đây 5 phôi đây anh em ơi. Chúng ta thích thì chúng ta mua một lô luôn. Vậy là anh bán một lô luôn đó. Là giá nhiêu anh? Một lô 5 phôi này là giá chỉ có 3 triệu thôi nha anh em. 3 triệu 5 phôi. Cái này là em bán lô chứ em không có bán lẻ anh em. Nếu anh em có mua lẻ thì có mấy cái clip em bán lẻ đó nha anh em. Còn này là nguyên lô. Cảm ơn anh rất nhiều.